việc các nhà hàng quán ăn không cho mang đồ ăn ngoài Ando hoặc mang Ando có khả năng sẽ bị tính phụ thu quen thuộc gì. Hầu hết người tiêu dùng đều hiểu anh đồng ý với điều đó. Tuy nhiên, đôi lúc sự lý giải không rõ ràng của chuyên viên nhà hàng quán ăn khiến khách không nắm rõ, gây nên sự bực bội, bất bình. Mới đây, trong một trao cộng đồng lớn, chỉ tờ N Quy đã có chia sẻ thưởng thức không mấy vui với chuyên viên của phòng hàng Nhật Bản khét tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, chị chia sẻ, mình từng là fan hâm mộ của M từ thời còn tên Cũ Lận. Vậy mà các bạn chuyên viên ở ML, giờ thành phố Hồ Chí Minh đã làm cho chính bản thân nảy lên tâm lý không khi nào quay lại thêm một lần nào nữa. Ảnh chụp màn hình. Và chuyện cũng bắt nguồn từ những việc tính phụ thu đồ ăn ngoài của phòng hàng M. Theo đó, hôm qua chung kết chị Quy cùng đàn ông 4 tuổi có việc ngay gần bên cạnh nên tiện đi ăn ở nhà hàng quán ăn M. Tuy nhiên, cậu bé nhỏ rất thích gà tờ chung với kem của quán M nên chị Quy đã mua một phần gà không xương ở ngoài để lấy ăn đô cho đàn ông ăn. Chị Quy kể, thằng nhỏ đang ăn ngon lành thì bạn chuyên viên Nga ra nói có phụ thu khi đem đồ ăn ăn đô. Mình thấy lạ gì đi mời mấy chỗ khác cũng ăn như thế mà không hề thấy ai nói. Nhưng cũng lý giải đấy là đồ ăn của em bé nhỏ, chứ người lớn đã gọi đồ ăn hết rồi. Dù vậy, bạn chuyên viên vẫn không chịu nên mình hỏi phí bao nhiêu, bạn ấy chốt là 50k. Vì đàn ông đang ăn ngon lành, chị Quy ra quyết định để bé nhỏ ăn ăn đóng thêm phí phụ thu. Nhưng chuyện chưa dừng lại tại đó, khi cậu bé nhỏ vừa ăn hết miếng gà phần ăn có 3 miếng, bạn chuyên viên Nga đi lại bàn, đưa cho một cái bạn dạng thông báo kêu độc rồi nói phí phụ thu là 200k. Do cũng tiếc tiền vì phần gà có 60k mà phụ thu cắt 200k nên chị Quy thương lượng với con là thôi ăn kem của shop M trước, về ăn gà sau. Cậu bé nhỏ cũng đồng ý. Sau khi bạn chuyên viên Nga đi, bạn chuyên viên bờ tới order kem cho đàn ông chị quận bà mẹ trẻ con đã cẩn trọng gọi bạn bờ rồi là phí phụ thu đã tính chưa, nếu rồi thì cho bé nhỏ ăn tiếp còn chưa thì chị không cho bé nhỏ ăn nữa. Bạn bờ trả lời, dạ, nếu mình ngưng thì tụi em không tính. Thế nhưng sau cùng, hóa đơn của chung kết chị Quy vẫn tính phí phụ thu là 200k với lời lý giải là lúc đưa thông báo là đã tính rồi. Muốn điên lên không? 200k tôi không tức, mà tôi có nghĩa là chuyên viên lúc nói này, lúc nói khác. Tôi có nghĩa là tôi tiếc 200k ban sơ làm chi để thằng nhỏ đang ăn ngon rồi lại không cho ăn nữa. Chị Quy khó chịu chia sẻ. Sau khi mẫu chuyện này đăng lên đã hấp dẫn hàng ngàn lượt tương tác, đa phần tỏ ra xúc vì thái độ của chuyên viên quán không thống nhất, mọi khi nói một kiểu. Bạn hiền quá, sao không gọi làm chủ đối với tất cả hai bạn chuyên viên kia ra đối chất? Dù tính phụ thu là chuyện thường, tuy nhiên lúc nói này, lúc nói nọ là không. Làm ăn kiểu gì vậy? Đồ ăn của em bé nhỏ mà cũng phụ thu hả trời? Bé mình đi ăn nhà hàng quán ăn với ba mẹ hay cầm bên trên tay bịch nát ăn hộp nước ép trái cây dành riêng cho Barbie. Cũng có thấy phụ thu phí đồ ăn em bé nhỏ đâu nhỉ? Chắc tùy quán. Chả hiểu sao mấy người tiêu chị này không đúng. Chủ yếu người ta đang nói tới luận điểm lật lọng của quán chứ có nói cái gì về luận điểm phụ thu đâu. Phụ thu ở các nhà hàng quán ăn cũng không có gì quá lạ cả. Nhiều quán để phụ thu không nhỏ với mục đích không muốn người tiêu dùng ăn đồ của quán khác mang ăn đô. Nhưng cái kiểu nói một đằng làm một nẻo như quán này thì không hề đồng ý. Chị chủ thớt quá hiền chứ như mình chắc gọi từ làm chủ cho đến mấy đứa chuyên viên kia ra ba mặt một lời. Không phải tiếc tiền nhưng khiến cho chúng nó biết người tiêu dùng không dễ bắt nạt như thế. Làm ăn thiếu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng lại chỉ trích ngược bà mẹ trẻ này vì gà không xương cũng tính là đồ ăn ngoài. Chả hứng thú đâu mà đọc hết phốt. Bạn sai rành rành ở đó mà còn la làng. Nhà hàng quán ăn nào mà cho mang thức ăn ăn đô quán. Cái chuyện tính phụ thu là bình thường mà ta, đem cháo hay súp gì cho trẻ con ăn thì không nói, đằng này đem nguyên hộp gà vô rồi bảo đồ ăn trẻ con. Hiện tại, mẫu chuyện chưa rõ thực hư ra làm sao gì chỉ có một bên lên tiếng, mặc dù thế vẫn đang gây nhiều tranh cãi bên trên.